Chào các bạn. Hôm nay mình tìm hiểu về bột ngọt hay mì chính đi nha các bạn. Thì Tết này thấy mọi người, mọi nhà đều tặng nhau bằng những cái gói bột ngọt như thế này nha các bạn. Quà Tết nè, mà mình thấy nhiều quá à. Mà ăn đâu có nhiều dữ vậy các bạn. Một năm mà gia đình mình ăn có một gói này thôi. Ăn rất là ít. Bây giờ mình muốn tìm hiểu ở trong gói mì chính này, mì chính thì theo giọng miền Bắc, còn bột ngọt thì theo miền Nam mình dùng từ bột ngọt. Nhưng mà mình biết á, là bột ngọt này ăn rất lâu rồi các bạn, hơn 100 năm nay rồi. Do một cái người giáo sư Nhật Bản người ta nghiên cứu ra cái vị này nè. Nó điều vị làm thì từ thì bằng thực vật các bạn. Chiết xuất từ những thực vật như là khoai tây, khoai mì hay là từ mía, mía đường đó các bạn. Nhưng mà nó là cho mình một cái vị thịt, nó điều vị cái lưỡi của mình, nó hấp dẫn cái lưỡi của mình. Cho nên mà ăn nó quen rồi thiếu nó cũng không được nha các bạn. Nhưng mà mình đừng có lạm dụng nó. Hôm nay mình tìm hiểu về bột ngọt. Đây là cái hãng bột ngọt Ajinomoto nè các bạn. À, tinh chất của umami, umami cyanin, bột ngọt hay là mì chính thì nó được xuất thân từ năm 1909, dùng cho thực phẩm các bạn, bột ngọt duy nhất của Nhật Bản. Ở đây mình muốn nghiên cứu về cái hiệu này nha các bạn, rất là có nhiều hiệu nhưng mà mình muốn nghiên cứu cái hiệu này là hiệu của Nhật Bản. Thì mình đọc cho các bạn nghe một cái bài báo. Báo thì người ta nghiên cứu nhiều góc độ khác nhau, nhiều góc độ khác nhau. Nhưng mà mình đọc cho các bạn nghe là bột ngọt là gì ha. Cách sử dụng bột ngọt hợp lý của trường trung cấp SET. Thì trường trung cấp này là có cái địa chỉ là www.set EDU Việt Nam. Bột ngọt là gì nha các bạn. Thì bây giờ các bạn nghe mình đọc đây. Bột ngọt là một trong những loại gia vị quen thuộc trong nấu ăn của hầu hết các gia đình người Việt. Mặc dù thế, không phải ai cũng hiểu rõ nguồn gốc chế biến cũng như thông tin thú vị khác về loại gia vị này. Hãy cùng CET tìm hiểu ngay về bột ngọt nhé. Bây giờ bắt đầu tìm hiểu nha các bạn. Bột ngọt là gì? Bột ngọt hay mì chính thực chất là monosodium glutamate, viết tắt là MSG. Đây là muối natri của axit glutamic, một trong hơn 20 loại axit amin cấu tạo nên protein của cơ thể con người. Nó cũng có lợi đó các bạn ha. Trung bình một người nặng từ 6-70 kg có khoảng từ 14 đến 17% protein. Trong đó gần 1% là axit glutamate. Dạng ở tinh thể bột ngọt rắn và có dạng hình que, không màu không mùi, rời rạc, dễ tan trong nước, tan vừa phải trong cồn và có vị ngọt như umami. Theo cách gọi của người Nhật Bản, bột ngọt được sử dụng với vai trò là một gia vị khá quen trong chế biến món ăn. Bột ngọt làm từ đâu? Vào năm 1908, giáo sư Kikunat, Đại học Hoàng gia Tokyo, Nhật Bản đã khám phá ra chất tạo nên vị ngọt như thịt của tảo biển chính là natri glutamate. Chất chiết xuất từ tảo biển này bắt đầu được sản xuất và sử dụng rộng rãi vào năm 1909. Bột ngọt cũng có sẵn
trong các thực phẩm tự nhiên như thịt, cá, sữa và trong rau quả như cà rốt, đậu và ngô. Bột ngọt làm chủ yếu từ 3 phương pháp gồm thủy phân đạm thực vật, tổng hợp hóa học từ acrylon nitrit và lên men vi khuẩn. Trong đó, lên men vi khuẩn là một phương pháp sử dụng nhiều nhất hiện nay. Từ một số loại nguyên liệu như bắp, mía, củ cải đường, sắn, sau khi sơ chế các nguyên liệu này sẽ được chế biến thành dạng dung dịch, sau đó bổ sung vi sinh vật để cho lên men và kết tinh thành bột ngọt. Ăn bột ngọt có tốt không? Thành phần chính của bột ngọt là axit glutamic, một trong nhiều axit amin có vai trò quan trọng với quá trình trao đổi chất, xây dựng cấu trúc protein và các cấu tử của tế bào trong cơ thể con người. Do đó, nhiều kết quả thí nghiệm cũng như khảo sát khoa học trên động vật và cả con người đã kết luận rằng bột ngọt bảo đảm an toàn và cho mục đích sử dụng đối với mọi lứa tuổi và chưa thấy bột ngọt ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng. Với bản chất như thế, bột ngọt rất tốt nếu ta dùng đúng liều lượng phù hợp với các loại thức ăn. Cách sử dụng bột ngọt hợp lý trong nấu ăn. Bột ngọt cũng chỉ là một chất phụ gia, chất điều vị, thực phẩm, giúp món ăn ngon miệng hơn, chứ không thể thay thế các loại thực phẩm khác. Bột ngọt là muối nitrat, muối natri, glutamate, nên có Na cộng sodium như muối ăn và cũng là một chất điện giải cần thiết cho hoạt động các tế bào trong cơ thể. Việc sử dụng bột ngọt như thế nào là hợp lý để vừa giúp tăng cường vị ngon cho món ăn, vừa đảm bảo sức khỏe chính là thông tin mà chúng ta không nên bỏ qua. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Tạ Thị Tuyết Mai, trưởng khoa dinh dưỡng Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, bột ngọt là một gia vị quen thuộc giúp mang lại vị umami làm món ăn ngon hơn. Nhiều tổ chức y tế và sức khỏe uy tín trên thế giới như Tổ chức Y tế Thế giới WHO nay hay Cơ quan Quản lý Thuốc và Thực phẩm Hoa Kỳ FDA xác nhận bột ngọt là một gia vị an toàn với liều dùng hàng ngày. Không xác định. Tại Việt Nam, bột ngọt là nằm trong danh mục các chất phụ gia thực phẩm được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm và không quy định liều dùng hàng ngày của Bộ Y tế. Lượng bột ngọt dùng hàng ngày tùy thuộc vào khẩu vị và sở thích của người sử dụng, sao cho đạt đến vị ngon vừa miệng nhất. Nhìn chung, người tiêu dùng nên lưu ý sử dụng gia vị hợp lý để vừa giúp tăng cường vị ngon cho món ăn, vừa bảo đảm sức khỏe bên cạnh gia đình. Cần lưu ý cân đối nguyên liệu sao cho đầy đủ 4 nhóm dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể mỗi ngày là đạm, đường, bột, béo và vitamin và khoáng chất. Trên đây là những thông tin kiến thức tổng hợp về bột ngọt hay mì chính. Hy vọng đã giúp bạn hiểu rõ hơn và biết cách sử dụng loại gia vị này một cách phù hợp trong nấu nướng để các món ăn thêm phần hấp dẫn lôi cuốn. Thì mình thấy ở đây á, bột ngọt người ta khuyên mình dùng với cái lượng mà vừa miệng mình thôi các bạn, người ta không hạn chế nha, không có hạn chế, nhưng mà mình không nghe nói là cái tác hại nhiều của bột ngọt. Nào, bây giờ mình đi tìm coi người ta nói về tác hại của bột ngọt như thế nào nha các bạn. Đây, cái mục này là tác hại của bột ngọt.
Nếu thường xuyên ăn phải các món ăn có nhiều bột ngọt như như này thì gây ra các tác hại ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Một là ăn nhiều bột ngọt gây tăng huyết áp nè, ăn nhiều bột ngọt ngọt gây nhức đầu, ăn nhiều bột ngọt gây các bệnh tim mạch, ăn nhiều bột ngọt gây hen suyễn, ăn nhiều bột ngọt có nguy cơ ung thư dạ dày. Đó là tác hại tiềm ẩn của bột ngọt khi ăn quá nhiều mà ở Bách Hóa Xanh người ta nghiên cứu nha các bạn. Tác hại nghiêm trọng của bột ngọt đối với sức khỏe, thật sự thật hay lời tin đồn? Thì có nhiều loại báo các bạn, có nhiều loại báo người ta nghiên cứu ở góc độ khác nhau. Cái báo này thì nghiên cứu là không có hại, nhưng mà báo kia thì nghiên cứu có hạn chế. Thì mình đọc nhiều mình hiểu nhiều nha các bạn. Ở đây thì có cái nè, người ta nói là có nguy cơ ung thư dạ dày, có hen suyễn, các bệnh tim mạch, nhưng mà bột ngọt nó đã xài hơn 100 năm rồi các bạn ơi. Mà mình chưa nghe nói là cái bệnh nào mà ăn nhiều ăn bột ngọt mà bệnh hết á. Rồi bây giờ ở đây lại có một cái tin là thật sự lời đồn hay là tác hại ở bệnh viện quận Thủ Đức nè. Bây giờ mình đọc thêm một cái tin nữa để xem sao nha các bạn. Tác hại của bột ngọt, sự thật hay là đồn? Tính an toàn của bột ngọt đã được thẩm định bởi nhiều tổ chức y tế, sức khỏe trên thế giới. Tổ chức Y tế Thế giới WHO từ năm 1987 đã kết luận quá trình chuyển hóa bột ngọt trong cơ thể trẻ em và người lớn như sau. Bột ngọt an toàn cho người sử dụng, có liều dùng hàng ngày không xác định. Các tổ chức khác, Ủy ban Khoa học về Thực phẩm của Cộng đồng chung châu Âu, Cơ quan Quản lý Thuốc và Thực phẩm của Mỹ cũng đưa ra những kết luận tương tự. Bột ngọt không nằm trong danh sách thực phẩm gây dị ứng của Codex. Ủy ban Tiêu chuẩn Thực phẩm Quốc tế nghiên cứu được thực hiện bởi GEHA năm 2000 tại Mỹ và nhiều nghiên cứu khác cũng khẳng định bột ngọt không phải là nguyên liệu gây ra hội chứng hàng Trung Quốc. Như vậy, có khả năng những triệu chứng khó chịu kể trên xuất phát từ việc sử dụng bột ngọt không rõ nguồn gốc hoặc thậm chí là yếu tố tâm lý nha các bạn. Ở đây thì người ta nói là bột ngọt chỉ là tin đồn thôi, chứ bột ngọt không có hại cho sức khỏe. Chỉ là mình dùng bột ngọt của Trung Quốc mà người ta giả đó các bạn. Hay là cái tư tưởng của mình là ăn nhiều bột ngọt có hại, do tư tưởng hay là dùng nhầm phải là bột ngọt của Trung Quốc thôi. Mình đọc hai ba tờ báo nè các bạn, tại vì mỗi người nghiên cứu một cái góc độ khác nhau, cho nên mình cũng đọc ở nhiều góc độ khác nhau để mình tìm hiểu nha các bạn. Đó. Nhưng mà không có nó thì mình ăn không có ngon, không có nó mình ăn không có ngon. Thì người Bắc á thì người ta cái món nào cũng dùng bột ngọt hết các bạn. Món nào người ta cũng dùng bột ngọt, người ta không dùng đường. Còn ở miền Nam mình á thì dùng bột ngọt nhưng mà phải thêm một chút xíu đường, người ta bớt bột ngọt lại, người ta thêm một chút xíu đường đó các bạn. Chúc các bạn ăn thì phải hiểu nha, mình chúc các bạn phải nghĩ đến sức khỏe của mình là trên hết. Cho nên hôm nay mình mới đem những cái gói bột ngọt này ra nè để mà mình tìm hiểu. Mình tìm hiểu để mà mình ăn cho nó đúng nha các bạn, mình ăn cho nó đưa vô cơ thể cho nó tránh bệnh bệnh hoạn, cho nó khỏe, an toàn sức khỏe là trên hết. Cảm ơn các bạn nhiều nha.